Vì sao nhiều người đã giàu còn giàu hơn, đã nghèo thì nghèo mãi? Kính thưa quý vị, người nghèo thiếu kiên nhẫn và chỉ muốn tận hưởng. Thay vì tiết kiệm để đầu tư, thì họ muốn trải nghiệm luôn và không muốn chờ đợi. Chuyên gia marketing chiến lược hàng đầu của Trung Quốc, Hoa Sam, từng đưa ra ý kiến rằng học suy nghĩ của những người giàu không phải một tinh thần tốt, mà đó đơn giản là hành vi bắt chước. Tuy nhiên hàng ngày rất nhiều người vẫn luôn không ngừng tìm hiểu về cách làm giàu, thậm chí cả tâm lý của người thành công. Tư duy người giàu, bốn từ này như một chìa khóa trong cuộc sống, vì ai cũng muốn thành công, muốn bản thân trở nên giàu có. Bất kể là đang ở trong độ tuổi nào, có chỗ đứng thế nào trong xã hội, chỉ cần có tinh thần muốn kiếm tiền, bạn sẽ nỗ lực hết mình để đạt được thành công nhanh nhất. Bất cứ ai cũng đều muốn mình là chủ nhân cuộc sống, đi trước thời đại và tạo ra những điều kỳ diệu. Việc kiếm tiền cũng tương tự như thế. Cái gọi là tư duy của người giàu thực chất như một loại thuốc mê tinh thần, khiến bạn sinh ra ảo tưởng về sự thành công. Giàu có không phải chỉ dựa trên suy nghĩ, mà phải xuất phát từ hành động thực tế. Cái chúng ta cần nghiên cứu là hành động của người giàu, không phải quan tâm tới tâm trí và tư duy của họ. Chúng ta chỉ có thể bắt chước được hành động thực tế, vì không thể sao chép tư duy của ai. Tư duy, suy nghĩ của mỗi người là phần nội tại, là cái mà không ai nhìn thấy và chắc chắn không thể học hay bắt chước. Năm tư tưởng kinh điển trong lối tư duy của người nghèo. 1. Người nghèo đổi thời gian lấy tiền bạc. Mỗi dịp năm mới, tôi đều phải lau dọn nhà cửa. Vất vả nhất chính là việc lau cửa kính. Nhà mà có nhiều cửa sổ thì mất tới 2 ngày mới xong việc. Mẹ của tôi không muốn chi tiền để thuê ai làm việc đó, bởi thế mà bà ấy tự tay làm nó. Nhiều người phụ nữ sau khi sinh con, thà chấp nhận hy sinh công việc của mình để ở nhà chăm lo gia đình, còn hơn là thành thơi đi làm và thuê người giúp việc. 2. Người nghèo ngại chấp nhận rủi ro. Khi đầu tư, nếu như chỉ có 70% được lợi, 30% mất tiền, thì người nghèo sẽ từ bỏ cơ hội đó. Họ không dám mạo hiểm, cho dù tỷ lệ nghiêng về thành công. 3. Người nghèo thiển cận và thiếu kiên nhẫn. Nếu từng đọc Bản chất của nghèo đói, bà sẽ thấy rằng cuốn sách đề cập tới ý tưởng hỗ trợ tiền bạc cho người nghèo để mà cải thiện tình trạng của họ. Nhưng thật trớ trêu, khi có nhiều tiền hơn, người nghèo không dùng nó cho những việc cần thiết như tích trữ lương thực, phòng trường hợp khẩn cấp. Thay vào đó, họ đi mua những món đồ ăn sang trọng và giải trí bằng những thú vui tiêu khiển. Bạn chắc chắn hiểu rằng xung quanh chúng ta, nhiều người sẵn sàng tiết kiệm cả tháng để mua một chiếc túi xa xỉ hay đua đòi theo những chiếc điện thoại đời mới. Họ thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn tận hưởng. Thay vì tiết kiệm để đầu tư, thì họ muốn trải nghiệm luôn và không muốn chờ đợi. 4. Người nghèo không có kiên nhẫn khi làm việc. Điều đầu tiên khi gặp khó khăn là tìm cớ. Tôi đã làm việc vất vả cả ngày, thì làm sao tôi có thời gian để học kiến thức mới, để tập thể dục? Thật sự là không có thời gian sao? Thực tế là tôi chỉ lướt mạng xã hội hoặc hóng hớt chuyện, trời ơi đất hỡi, cả tiếng đồng hồ, nhưng lại không có thời gian để phát triển bản thân. 5. Người nghèo thích nói, sớm biết thì tốt rồi. Khi giá nhà tăng cao, người nghèo nói, sớm biết giá cao như vậy thì mua nhà từ lâu rồi. Khi cơ hội kiếm tiền vụt mất, người nghèo nói, biết vậy thì đã chấp nhận công việc đó rồi. Không biết hành động để nắm bắt cơ hội, để rồi lại than oán bản thân ngu dốt. Suy nghĩ của người giàu có khác người nghèo chăng? 1. Người giàu đổi tiền lấy thời gian. Người giàu chấp nhận trả tiền cho những người khác để mà đổi lấy thời gian của mình. Tại sao họ lại chấp nhận điều đó? Lý do cơ bản chính là giá trị thời gian của mỗi người. Người nghèo thì thời gian có giá trị thấp, họ có thừa thời gian và tự mình làm việc. Những người giàu thì thời gian còn quý hơn tiền bạc, họ sẵn sàng chi tiền để mà đổi lấy thời gian. 2. Người giàu chấp nhận rủi ro.
Nếu như có được cơ hội trước mắt, dù có khả năng mất tiền cao, người giàu dám thử, nhưng người nghèo thì không. Đơn giản rằng, đã giàu thì mất tiền đó cũng chỉ đủ trả một bữa ăn của họ. Nhưng với người không có tiền thì đó là lương của họ trong vài tháng. 3. Người giàu luôn có kế hoạch dài hạn cho tương lai. Những người có tiền sẽ không tiêu pha cho những cuộc vui. Họ đề ra 20% thu nhập dành cho việc tiết kiệm, 10% để mà đầu tư vào bản thân và 20% để đầu tư tài chính và tích lũy tài sản. Mọi toan tính đều phải nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên người nghèo lại không hiểu được sức mạnh của việc góp gió thành bão. Mỗi ngày chỉ cần 1% cải thiện, nhưng kết quả về dài sẽ vô cùng to lớn. Làm thế nào để mà thay đổi tư duy người nghèo thành tư duy người giàu? Đầu tiên, hãy lên kế hoạch cho tiền bạc và thời gian. Sống có quy luật, mỗi giây mỗi phút đều phải tạo ra giá trị. Thứ hai, học cách làm việc và nâng cao khả năng làm việc. Thứ ba, hãy tìm hiểu thêm về tài chính, vì đây chính là nền tảng cho việc tăng thu nhập trong tương lai. Thứ tư, học thêm những phương pháp làm giàu của người đi trước. Thứ năm, tập luyện thể dục chăm chỉ vì sức khỏe là tài sản to lớn nhất của con người. Hãy tuân thủ và khắt khe với bản thân một chút, dần dần cuộc sống của bạn sẽ trở nên khác biệt. Cuối cùng, điều cần nhấn mạnh nhất, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, hành động mới quyết định tất cả. Ý phát sinh ra, hết thảy con nay nguyện sám hối. Về được Tây phương cực lạc thế giới, không có gì vui sướng bằng, vì ở đây ta có thể thương yêu, bảo bọc, cứu độ được tất cả những người thương mến của ta, từ nhiều đời nhiều kiếp, từ kiếp vị lai đến kiếp hiện tại. Khi niệm Phật thì ngay lúc đó mình tỉnh thức, sáng suốt hiểu được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm, nên không bị ngũ dục của thế gian làm mê hoặc. Bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc mới thoát khỏi sanh tử. Niệm Phật là thành Phật. Luân hồi nhiều kiếp khó leo lên, lầm lỗi nhiều lần mất tuổi tên, lần quẩn thế gian đường cánh lộng, biết thời tu niệm mới an bền. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái, xong rồi đừng gieo. Dừng chân là bóng chẳng theo, ngưng tay thì nghiệp chẳng theo bên mình. Vì thế cần phải gấp rút niệm Phật